dạ. Chào cô, vì là gì về Sáu Hạnh ha? Dạ. Cô khỏe ha cô? Dạ. Hôm nay mình giữa tô chén chuẩn bị. Ngày mai là mình mới gói bánh hả cô? Dạ mấy? 7 giờ sáng ha. Dạ. Dạ. Giờ đây là bữa nay là chỉ là đem tô chén dĩa ra giữa chuẩn bị thôi. Dạ 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 dạ. Đây là lễ thính yến của bà. Hồng hậu nương nương. Dạ. Thì bên tôi là ban tổ chức của thị trấn Phước Hải, khu phố Hải Lạc. Dạ. Vào ngày này là tổ chức lễ thánh yến bà Hồng hậu nương nương để cho bà con của quán gần xa tới trước chiêm bái cúng bà cho mưa thuận gió hòa. Giờ cũng gần hết ha anh trai ha. Dạ. Dạ. Cá chích dẻ quá ha. Dạ. Nay mình vô ít quá ha. Đây là cá dừa. Wow, cái thùng bị lủng. Cái chết 30 ngàn. Vô người nhà xuống đem căng kéo đồ ăn xuống cho mấy anh. Và sau đó là chóc lưới ra gỡ. Dạ. Mến chào cô chú anh chị, ngày mới chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Hôm nay em đến thị trấn Phước Hải, nghe cái bờ kè nè. Em quay về cuộc sống bà con mình ở thị trấn Phước Hải cho gia đình mình xem. Mời cô chú anh chị cùng đi với em nha, tham quan ở thị trấn Phước Hải. Hôm nay em nghe bà con ở đây chia sẻ lại là ngày mai là ngày 16 âm lịch. Ngày mai là ngày 17 âm lịch cho đến ngày 18 âm lịch. Là ở đây có tổ chức và hai ngày lễ là ở dưới miễu bà lớn, còn đây là trước mặt em là đây là miễu bà nhỏ, còn gọi là miễu bà trên đó. Ở đây là tổ chức vào ngày 23 là miễu bà trên đây nè, là gọi miễu bà nhỏ đó, còn miễu bà lớn thì ngày mai và ngày mốt, gia đình nhớ đón xem nha. Hôm nay em đã đi đến đây em quay cuộc sống bà con mình ở đây cho gia đình mình xem. Giờ này cũng hơn 6 giờ. Trước đây gia đình mình thấy là bà con mình đang tắm biển nè. Quay cho gia đình xem cái thiên hậu miếu. Đây còn gọi là miếu bà trên nha. Đây là ngày 23 tổ chức ở đây lớn lắm gia đình. Ở đây không những nổi tiếng về làng chài ở Phước Hải là nổi tiếng về làng chài mà còn nổi tiếng về là Vĩnh Ông và miễu bà. Ngày 23 ở đây tổ chức lớn lắm. Ở đây mình nhìn thẳng lên ngay cái dọc bờ kè, bà con mình treo cờ dài thăm thẳm luôn gia đình, lên tới Vĩnh Ông luôn. Dạ đúng rồi, chỗ này em thấy nó hơi nhỏ, cái diện tích nó hơi nhỏ. Nếu mà nó được đi qua luôn mấy cái nhà bên kia luôn thì càng tốt. Dạ. Dạ. Đi với em. Giờ này bà con mình đi biển chưa có vô. Em đi vô trong miễu bà nhỏ ở đây quay cho gia đình mình xem trước. U23 Coes thắng U23 Malaysia 2-1 sau khi được chơi hơn người của hiệp 1. Ở đây diện tích của miễu bà cũng không lớn nha gia đình. Em nghe cái anh mặc áo sập cà rô đó mới chia sẻ là cái khu vực ở đằng trước đây nè, có thể là qua sang năm là sẽ xây dựng ra cái khu vực bên đây luôn, cái trại trống bên đây nè. Cái chú đứng bên trong là ban quản lý ở đây,
Con lần đầu tới đây mà con cũng mới vô trong đây thôi. Dạ. Gia đình thấy dạ. Dạ dạ dạ. Thấy cái chánh điện ở đây chưa? Cái chú quản lý ở đây chú nói hầu như là nguyên cái tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn, chưa có cái miếu bà nào mà lớn như cái miếu bà ở đây á với gia đình. Chánh điện nó nhìn lớn ghê chưa? Nhìn rất là trang nghiêm nha. Đó. Trước đây có một cái bàn thờ. Thờ cái tượng tượng đây tượng gì thì không có để tên, em không có biết. Ở đây có ghi những tuần chữ nè. Hồ Hải tung hoành khắp bốn phương, chí thành lòng thánh tỏ kiên cường, minh tâm soi thấu trời Âu Lạc, đại nghĩa truyền sâu đất Việt hương thương, anh khí sơn hà trùng thái đỉnh, hùng tâm cách mạng vượt trùng dương, dân ta giành chọn quyền dân chủ, tộc thổ kim liên nhật nguyệt tường. Đây là cái chú ban quản lý ở đây nè, chú hồi nãy em mới quay á. Dạ, tên chú đó tên là chú Mừ. Gia đình thấy chưa? Lớn lắm gia đình ơi. Chú nói là ngày 22 tới ngày 23 là ngày chánh á. Ngày chánh là ngày 23. Bà Thiên Hậu nè. Bà Diêu Trì, bà Chú Sứ, bà Ngũ Hành. Rất là lộng lẫy. Mình đi ra đằng sau nè gia đình. Lớn rồi chưa? Gia đình nhớ đón xem nha. Ít bữa nữa em sẽ đi qua bên đây em quay tiếp cận cảnh cái buổi lễ ở đây cho gia đình xem. Giờ đang chuẩn bị treo cờ thôi. Giờ mình đi ra ngoài lại gia đình. Ngày hôm nay chưa phải là ngày lễ nhưng mà có một số bà con coi kênh YouTube của em á, cho em hay, em đi qua thì cũng hên gặp được cái chú Mừ, trưởng ban quản lý ở đây, cho em vô quay trước cái miếu bà nhỏ ở đây, nhìn thẳng ra luôn là ngay cái view, có cái view biển rất là đẹp. Giờ em từ trong đó em quay cho gia đình mình xem là cái cảnh bên trong cái chính điện ngay miễu bà nhỏ. Đây là cái hướng hôm nay mình đi lên, đi thẳng là đi lên ngay Vinh Ông luôn á gia đình. Cờ miếu bà con mình treo bên bờ kè, treo dài lên tới Vinh Ông luôn. Hồi nãy nghe chú chia sẻ lại á là năm nay tổ chức rất là lớn, mỗi năm chỉ có một mà năm nay có thể là gấp 2, gấp 3 lần. Đó, quay sơ sơ cái cảnh khu vực ở đây. Tới cái ngày lễ chánh ở đây người ta trang trí đẹp lắm gia đình. Giờ mình đi lên trên sớm Vinh Ông nha gia đình. Giờ em mời gia đình đi với em tham quan một vòng ở bờ kè Phước Hải. Giờ này hơn 6 giờ chút xíu rồi gia đình ơi. Mặt trời mới vừa lên thôi. Buổi sáng ở đây bờ kè bà con mình có bày bán cà phê nè. Đồ ăn thức uống ở đây cũng có bán nha gia đình. Em dắt gia đình đi xuống miễu bà lớn luôn.
đi tham quan hết khu vực ở thị trấn Phước Hải, những cái điểm chính ở thị trấn Phước Hải mình. Nói gia đình thấy bà con mình treo cờ nhiều quá trời không? Ở đây bà con mình tập trung cái khu vực ở đây uống cà phê rất là đông. Của mấy anh mấy chú đi biển ở đây á, kêu bằng ngư dân ở đây á gia đình. Bữa nay trời im. Nhiều lúc anh chạy xe em đi từ đây lên tới trên Vinh Ông mà gió nó hơi lùa, nó hơi ồ á. Gia đình xem video cũng thông cảm giúp em nha. Ở dưới biển này gia đình có một số đò thúng bà con mình đi biển vô. Em xuống em quay vô cho gia đình xem luôn. Ở đây ta gọi là tới Sâm Vinh rồi nè gia đình. Em chia sẻ cuộc sống bà con mình ở làng chài Phước Hải. Có điều chi sơ sót gia đình bỏ qua cho em nha. Để em chạy lên trên đây quay cái dinh mẫu ông ở đây cho gia đình xem. Dạ đây là dinh của ở đây gọi là mộ cá ông á gia đình. Cũng trước nhìn ra thấy cái view biển luôn nè. Giờ này bà con mình xuống tắm biển quá trời luôn. Xa xa dưới đó gia đình. Giờ mình đi vô mình nhìn sơ qua cái mộ cá ông ở đây nha. Ngọc Lăng Nam Hải. Xa xa đó gia đình mình thấy có những cái mộ bia nhỏ nhỏ là mộ cá ông á. Mấy ngày lễ á, đi mấy cái ngày chính thức ở trên lên trên đây đông lắm gia đình. Ở đây bà con mình dung đất lại là có những cái xác cá ông ở dưới á. Bên trong là đóng cửa, chỉ có mở một cửa thôi. Rồi gia đình đi ra ngoài với em lại nha. Tại vì chưa có phải ngày lễ mình cũng hạn chế đi vô. Diện tích ở trên một ông trên này rộng lắm gia đình. Dưới lại dưới này nè gia đình. Em nãy em chạy ngang có thấy một số thúng bà con mình mới đi biển vô nè. À, gia đình thấy à, bà con mình mới đi biển vô nè. Dinh cá lên chợ bán nè gia đình. Xa xa kia mình thấy có mấy cái dập á, dập ship, dập bắt quái người ta đi biển vô. Cá bạc má. Đi xuống nha gia đình, xuống làng chài của bà con mình mới đi biển vô nè. Chỗ này nó hơi khó đi, nhiều lúc nó rung rung màn hình đó. Cát bụng dưới biển Phước Hải mình á gia đình, cát sạn to lắm. Đây là lưới bà con mình mới đi biển vô nè. Còn đóng cá chưa gỡ á gia đình. Mà cái anh trai đây anh đi đâu à? Ở đây bây giờ bà con mình đi biển vô á gia đình, không có giống như hồi xưa nữa. Hồi xưa thì em nhớ là bà con mình đi biển vô á, là khi mà vô bến bãi xong á, đổ cá ra. Mà sau đó bạn hàng xuống dưới biển mua luôn. Còn bây giờ là số lượng đó mà mua nó không còn nữa. Bà con mình tập trung ở trên chợ không à, thành ra là mấy cô mấy chị mà nhà mà có nghề mà đi biển vô á, tập trung lên chợ luôn, mua bán là lên trên chợ luôn. Ở đây có cái dàn dập ship nè.
Anh trai đang ngầu giá dập nè. Khi mà mấy anh đi quýnh dập xong á, có thể là hết hết một con nước, mấy anh gom dập vô bờ, mấy anh giá, mấy anh giặt giũ cho sạch sẽ, mấy anh phơi nắng cho nó khỏi có đống rong đống rêu gì đó, và sau đó là đúng nước mấy anh mới đem ra ngoài biển, mấy anh mới đánh xuống dưới biển lại. Tại vì khi mà mình giặt giũ nó sạch sẽ rồi, những con tôm, con tép, con mực, con cá đâu nó cũng dễ vô. Dạ chào anh, mình đi ngày dập hả anh trai? Bữa nay mình vô có không anh? Dạ đây là dàn dập của anh không ha? Dạ có nghĩa là phi mình đi sáng mình vô ha? Dạ dạ cho nó sạch á, có những cái mặt dập mà nó bị vết lỗ vậy đó gia đình. Anh trai ngồi anh trai giá lại, à, phơi nắng cho nó sạch sẽ hết rồi sau đó mới đem ra biển trắng xuống. Ở đây bờ kè mình thường thường mấy lúc á, nếu mà nước mà không có lừa đất á, nó phủ lên trên nhìn rất là đẹp, nhưng mà mấy hôm nay nước nó lừa thành ra nó lồi lõm ra như vậy đó gia đình. Dạ cảm ơn anh trai nha, em chào anh. Ở đây là vàng thúng đò của bà con mình mới đi biển vô, cũng một số bà con mình đi biển vô sớm á, gỡ cá đem những con cá mà đắt tiền đem lên bán trước, còn những cái con cá mà nhỏ nhỏ thì bà con mình lát nữa xuống mới thao lưới chạn lưới mới làm lại sao. Khu vực bên đây là bà con mình đang tập trung đang gỡ cá nè. Đây anh trai đang gỡ cá nè. Dạ chào anh. Này mình đi lưới này gọi là lưới gì anh? Lưới lưới đù ha. Sớm vậy? Dạ em ở Long Hải. À, hay quay mấy cái thúng ở Long Hải hả? Dạ. Bữa nay mình vô được nhiều không anh? Nhiều lắm rồi. Dạ. Thùng máy à? Dạ thùng máy ha. Đây là cá ép. Dạ em chào anh ha. Cái vàng thúng này đổ dài lên cũng nhiều thúng lắm gia đình. Phương Nguyên, thúng có tên là Phương Nguyên. Dạ chào anh, nay mình vô có không anh? Dạ bữa nay nghỉ anh, dạ nghỉ, bữa nay nghỉ đậu nước đậu nghề. dạ bên này nghỉ đậu nghề ha. Đi xuống nước dơ quá không có Dạ bên này mình đổi qua nghề lưới gì anh? dạ lưới đù Lưới cá lưới đù à, giống như lưới anh trai kêu nãy à. Đậu ở đù rồi lấy túi sang qua đúng này lại vậy. Dạ nước lưới túi nước dơ quá dạ nó không có được, đợi đồ dơ lại xưa dạ dạ đúng rồi, tháng này sướng quá trời. Thúng này nhỏ quá đi đụng được vậy là anh tới hai thúng à, thúng cái bên nữa đậu thúng lưới túi này qua thúng lưới đậu qua thúng lớn ha. chút á đi nó khỏe lắm. Dạ anh trai này có hai cái thúng, một thúng đi lưới túi, một thúng đi lưới cá đù. Dạ dạ cảm ơn anh trai, chúc anh trai nhiều sức khỏe nha. Dạ à, đây bà con mình có che một cái dù, là một cái quán cà phê nhỏ nhỏ ở đây nè, để cho bà con mình có khát nước hay muốn mua nước uống cũng có cái bên luôn cũng tiện. Dạ chào chú, bữa nay mình có đi biển không chú? Dạ trời ơi gỡ qua này mà chưa hết luôn. Dạ dạ thấy cái thúng nào nó cũng đen 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 á. Dạ ở đây em thấy có anh trai mới đi dập vô nè, ngầu lựa ghẹ nè.
chào em. Dạ. Mình đi dập ghẹ cho em. Dạ đúng rồi. À, dập bắt quái gì phải không? Dạ. Nay mình được nhiều không? Dạ cũng kiếm ăn được anh. À. Nhiều mà đủ đủ sống. Mình đi hồi nào giờ này mình vô vậy em? Dạ 3 giờ phi anh. 3 giờ phi là mình ra mình vớt dập á ha. Dạ đúng rồi. Mình bữa qua mình kéo giờ này mình quánh lại anh. À. Quánh lại xong bắt đầu phi 3 giờ. Phi mình ra tiếp. Ghẹ này mình bán nhiêu một tiền một ký em? Dạ, ghẹ này 100 anh. Ờ. Ghẹ sống ở dưới 200. Ghẹ to mà sống thì dạ, 200, còn ghẹ giòn giòn về là 100. Còn nhỏ nhỏ em? Dạ, nhỏ nhỏ bán mấy chục ngàn anh. À, mấy chục ngàn. Nuôi tôm hùm anh. À. Rồi không có ai phụ với em hả? Dạ, có vợ. Thì vợ giờ này đút cho con cơm à, lo cơm cho cháu hả? Dạ. Rồi, anh cảm ơn em nha. Chúc dạ. em nhiều sức khỏe nha. Dạ. Mấy anh em bà con ở bên Phước Hải mình à, ở đây nè, đi biển á, mấy anh cũng vui tánh lắm. Mình tới mình hỏi mấy anh cũng chia sẻ cũng tận tình lắm. Mà gia đình coi nè, nước nó dơ. Bà con mình đi biển đâu có cá mắm gì đâu mà đóng. Nước về nó giống như lưới, giống như cái mền luôn, đen luôn. Tiếp mà gia đình. Hầu như là cái mùa này là nước nó như vậy ha anh trai. Dạ đúng à, tháng nước dơ trời, nó dơ giống như cái như sình luôn. Ừ vậy thì cá mắm nào đâu đóng. Nước nó dơ quá. Lo dạ. Mấy anh nói tháng này là nghề về biển là lưới trong bờ là lo tiền mà ăn á. Dù mai mốt trời mà qua hết cái tháng này là mới là làm chi trả lại. Dạ tháng 5 á anh. Khu vực ở đây thằng thấy đi lưới túi nhiều gia đình. Chào anh. Ở xa xa dưới đó có hai chị gái đang ngồi lựa cá lựa mực gì ở dưới đó đó. Để em xuống quay cho gia đình xem coi bà. Mấy chị bán cá gì ở dưới đây. À, nhà đi dập ship. Chào chị. Dạ. Dạ đúng rồi. Sao chị biết? Dạ đây là dập ship vô ghẹ nè. Bữa nay mình vô được nhiêu đây hả chị? Có một số ghe bà con mình cũng mới đi biển vô hay sao. Thế nên còn neo đậu đây nè. Còn xa xa thì có hai anh trai đang bơi thúng. Mình nhìn lên mình thấy mấy anh đang che mấy cái chạy để mấy anh gỡ làm lưới ở gia đình. Buổi sáng giờ này nước đang ròng. Tầm cỡ 2 tiếng đồng hồ nữa là nước nó mới lớn vô. Tầm cỡ 9-10 giờ đó, gia đình. Biển hôm nay êm nha gia đình. Đi tới mấy cái thúng bà con mình ngày mấy ngày hôm nay thấy đi không có được bội thu nhiều. Nước dơ quá. Nãy giờ em ở dưới biển. Em quay sơ cho gia đình mình xem. Giờ này bà con mình đi biển chưa có vô nhiều. Mà gặp mấy anh thì mấy anh nói bên đây nước biển nước dơ lắm. Mà bây giờ này thì em đi lên trên bờ kè rồi. Ở đây trước ngay bờ kè có cái quán bán bún riêu cua nè, bánh canh chả cá nè, đặc sản Phan Thiết. Giờ gia đình vô ăn sáng với em nha. Giờ mình ăn sáng xong rồi mình đi một vòng quay về cuộc sống bà con mình đi đánh bắt vô như thế nào nha. Cái gì vậy cô? Bún riêu hả cô? Dạ, cho con tô bún riêu nha. Lấy con ít bún thôi. Dạ. Ở đây cô đây bán trước bờ kè. Gia đình mình có đi du lịch ở bờ kè Phước Hải ghé đây ủng hộ cô. Dạ cho con một tô ít bún thôi.
bán với ông vẫn như bình thường, nhưng mà con ăn ít bún lắm. Mình bán mấy giờ mà giờ này gần hết rồi cô? Mình bán lúc 6 giờ. 6 giờ sáng hả? Có lúc 5 giờ là mình nấu xong rồi. Giờ này mới 7 giờ 15 mà. Cô gần hết rồi. Tiếu tiếu ở trên nước này nè. Nước uống riêu à. Cho một tiếu à, uống riêu. Tiếu ăn bằng rau vậy, ăn rau một tiếu hay là rau tiêu? Cô bán cho con hả? Dạ. Dạ dạ. Nhìn hấp dẫn ha gia đình. À tô uống riêu của em đây. Rau sống. Rau rất là nhiều nha. Đây rau thì ăn thoải mái. Em ăn em ít có niềm đồ lắm gia đình. Rồi em mời gia đình ăn sáng với em nha. Mời nha, em mời gia đình nha. Vừa ăn luôn gia đình. Không có một lắm. Đây có cục mọc mà. Đây là chả mực nè. Đây là chả mực nha, gia đình. Chả mực. Cái bên của mấy chú dân địa phương ở đây mấy chú ngồi nói chuyện chơi nó hồn. Gia đình thông cảm. Gia vị đây cũng vừa ăn lắm. Ví dụ ai muốn ăn mặn thì thêm chút xíu mắm. Em thấy vừa khẩu vị rồi, em không có nêm nếm gì hết. Tô đây chắc em nghĩ cũng tầm 25-30 ngàn tô. Cho con không không mắc đâu. Hai mươi lăm ngàn rồi bình dân cá mực mà cũng nhiều, có chả cá, thịt heo, rau đầy đủ. Chúng ta mình ăn mình nhìn thẳng ra thấy cái view biển luôn á gia đình. Em ăn xong rồi gia đình. Em ăn ít lắm, em ăn không hết luôn. Con của con rồi cô. 25 hả cô? Bán rẻ quá. À, con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Mua may bán đất. Dạ. Cô bán ở đây nằm trên đường Bờ Kè. Còn có cái tên đường là Trần Hưng Đạo nha gia đình. Một tô 25 ngàn. Còn những cái món kia thì em chưa có ăn, em chưa có biết. Nhưng mà nãy tính tới hỏi thì cô nói mấy món kia hết rồi. Còn bún riêu. Bây giờ mình đi xuống khu vực làng chài dưới đây. Rồi sau đó là em mời gia đình đi với em đi tham quan khu vực miếu Bà Lớn. Cô đang chờ thúng đò nhà vô nè. Hướng đây là mình đi xuống miếu Bà Lớn nè gia đình. Ở đây là làng chài bà con mình nè. Mấy chị này đang ngồi ở đây chờ thúng đò vô nè. Trong thời gian chờ mấy chị ngồi, mấy chị ăn sáng. Ở Bờ Kè Phước Hải mình á gia đình. Buổi chiều ở đây bà con mình bày bán những gian hàng, bán hàu, bán nhiều lắm. Gần tới lễ bà con mình ở đây treo cờ quá trời luôn. Đi tới cái ngã ba đây quẹo tay phải là đi ra ngoài đường lớn lại nè. Bên phía tay trái em là khu vực chợ nha gia đình, chợ Phước Hải. Còn đây là mình chạy thẳng lên là tới ngã Ba Lù. Cái bên ngã Ba Lù là có một cái miếu Bà Lớn. Phước Hải mình bây giờ phát triển nhiều lắm gia đình ơi. Quán xá bày bán hai bên đường nhiều lắm. Em mời gia đình đi với em tham quan cuộc sống bà con mình ở thị trấn Phước Hải và những làng chài. Cái bên đó có những khu di tích miễu Bà Lớn, miễu Bà Nhỏ và Vinh Ông. Ông thường thường bà con mình ở đây tổ chức là nhập ngày 16 âm lịch tháng 2 nha gia đình. Mỗi năm hồi tháng trước em có quay
về Vinh Âm ở thị trấn Phước Hải rồi. Bây giờ ngày mai và ngày mốt là ngày cúng miễu bà lớn, là ngày 17 và ngày 18 âm lịch tháng 3, tháng 4 này luôn nha gia đình. Ngày còn ngày 23 là ngày cúng miễu bà nhỏ. Bây giờ trước mặt em đây là ngã Ba Lù nè. Cái bên là bà con mình đang che chạy nè, che những cái liều để chuẩn bị cho những ngày lễ ngày mai, ngày mốt đây sắp tới nè. Đây là miễu bà lớn. Giờ em kiếm chỗ em gửi xe và em vô quay cho gia đình xem. Bây giờ em đang đứng trước miễu bà lớn nè gia đình. Ở đây còn có cái tên là Hậu Thổ Nương Nương, là ngày 18 âm lịch tháng 3 nha gia đình. Đó, lát nữa em đi vô trong đây. Ở đây là nằm trên cái con đường đi thẳng này là đi về đất đỏ. Còn đây là mình đi thẳng là về thị trấn Long Hải. Đường đó là chạy thẳng về thị trấn Long Hải nha gia đình. Bây giờ mình đi vô nha gia đình. Giờ mình đi vô gia đình. Dạ đúng rồi. Đây là ông bác hai ở đây, ông phụ ở đây nè. Dạ chào chú. Quay clip với em. Đây là lễ thánh yến của bà Hậu Thổ Nương Nương. Dạ. Thì bên tôi là ban tổ chức của thị trấn Phước Hải, khu phố Hải Lạc. Dạ. Vào ngày này là tổ chức lễ thánh yến bà Hậu Thổ Nương Nương để cho bà con cô bác gần xa tới trước chiêm bái cúng bà, cho mưa thuận gió hòa, nhà dạ. Nhà no ấm, biển giả ghe chài đều có tôm cá đầy ghe. Dạ. Uống ly trà tình nghĩa của miễu bà gia về. Dạ. Ở mày đừng quay tao nữa, đưa ra nước ngoài bé. Dạ chào chú, cảm ơn chú. Dạ. Dạ con đi vô trong. Vô cùng bà, em quay cùng bà. Quay cùng bà. 5 giờ cũng được gắn con. Dạ dạ. Chú nói là ngày 18 tới đây là ở đây tổ chức rất là sớm. Tầm cỡ 5 giờ rưỡi là bà con mình đã tập hợp ở đây rồi. Trong là mình thấy ở đây có một cái bảng nha gia đình, danh sách của cô bác anh chị phụng cúng ở đây nè. Ví dụ như cô bác ở đây mà muốn cúng vô trong cái lễ ở đây bao nhiêu tiền là ở đây chú ở đây ghi tên hết. Em quay sơ cho gia đình xem nha. Dạ chào chú. Dạ chú cứ ghi bình thường. Dạ. À, danh sách đây là những cô chú ở đây nè, cúng ở miếu bà lớn. Bây giờ mình vô bếp nha gia đình, xem mấy cô bên này tổ chức gói bánh nè. Dạ đây là chánh điện nè gia đình, đây là chánh điện miếu bà lớn nè. Ngày hôm nay là chưa phải nha gia đình, ngày hôm nay mới có ngày 16 thôi, còn cái ngày chính là ngày 18. Mấy cô mấy chú ở đây cũng vui vẻ lắm gia đình. Mình tới mình hỏi mình không biết ai, cô chú chia sẻ tận tình lắm. Còn đây là dưới khu vực bếp nè, mấy cô đang chuẩn bị tô chén dĩa nè, rửa cho sạch sẽ. Dạ con chào mấy cô. Con chào cô, gì là gì về Sáu Hạnh à? Dạ. Cô khỏe hả cô? Dạ. Bữa nay mình rửa tô chén chuẩn bị. Ngày mai là mình mới gói bánh hả cô? Dạ mấy? Ngày mai có 7 giờ á. 7 giờ sáng hả? Dạ. Dạ. Giờ đây là bữa nay là chỉ là đem tô chén dĩa ra rửa chuẩn bị thôi. Dạ 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 dạ. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Ngày mai là mình mấy giờ mà mới bắt đầu nấu đồ cô? Ngày mai là bắt đầu giờ này. Dạ. Dạ.
Rồi ngày mai con sẽ qua. Dạ đúng rồi. Dạ chào chị. Mấy cô làm vui vẻ. Cái khu vực ở đây thì bếp nó hơi nhỏ nha gia đình, nó hơi chặt chút xíu, nhưng mà mấy cô làm cũng cái bầu không khí thấy cũng vui lắm. Đây là mấy cô tự nguyện không á. Dạ. Dạ. Dạ dạ. Dạ anh chào chú. Dạ. Dạ con đây là chính điện nè. Mấy anh mấy chú đang thay trang phục câu đèn. Không, vô chánh điện đi, vô chánh điện quay. Dạ. Thấy năm nay thấy bài gì được ông anh 88. Đó, đó chánh điện. Dạ. Năm nay ở trang trí lại nhìn lộng lẫy quá. Đó. Bộ lưng mới làm lại 8 triệu bạc rồi. Đó. Dạ, cái này là mình làm mới luôn ha chú. Không, hả? Đánh bóng lại, đánh bóng. Đánh lại. Bóng lại ha. Đó, đó, quay cho anh chỉ coi. Đó. À, thấy ok chưa? Ở dạ. Bên qua bà Hồng luôn. Dạ dạ. Bà Hồng đẹp lắm. Wow, bà Hồng. Năm nay anh em tụi tôi trang trí bên bà Hồng, anh thấy anh chị thấy sao? Đẹp ha gia đình. Đó. Năm nay sắm sửa cặp lưỡng bộ nữa này anh Tám, đó, cặp lưỡng bộ nữa. Quá đẹp. Dạ. Nhìn đẹp ha gia đình. Hai cái miếng giấy điều màu đỏ đó là long vị của bà. Đây là khu vực phía trước chính điện, nằm trước mặt đường luôn á gia đình. Giờ này là mấy anh mấy chú đang chuẩn bị treo những cái cờ reo, rồi sắp xếp bàn ghế, treo màn rồi sẵn hết. Ngày mai là ngày 17 là bắt đầu gói bánh, nấu đồ. Ngày 18 là ngày lễ chính thức. 5 giờ sáng là em ngày mai là nãy mấy chú cho hay là phải đi qua đây có mặt dù quay nó đầy đủ cái buổi lễ cho gia đình xem. Chú đang chuẩn bị ăn sáng nè. Chuẩn bị nước suối. Đây là cái tủ đồ của bà. Dạ. Dạ. Dạ con về. Dạ chú ăn sáng đây. Dạ ăn chào chú. Bên trong là vị sáu hạnh. Dạ. Dạ dạ. Không ngày mai con qua con coi mấy gì gói bánh con quay. Dạ. Sáng 7 giờ ha gì ha. Dạ. 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 Rồi con chào mấy gì nha. Con hẹn mấy gì ngày mai con qua con quay tiếp. Dạ. Chúc mấy gì nhiều sức khỏe.
con lên coi. Giờ mình đi ra lại gia đình ha. Em quay khu vực miếu bà lớn ở đây cho gia đình mình xem toàn cảnh rồi. Gia đình nhớ ngày mai đón xem. Tiếp theo là mấy cô mấy dì chuẩn bị những cái món đồ ăn ở đây, nấu nướng như thế nào và gói bánh. Rồi em sẽ đến em quay hình cho gia đình biết. Bây giờ mình đi xuống với làng chài lại nha gia đình. Nó quẹo vô ngã Ba Lù. Ở đây là ngã Ba Lù nè gia đình. Giờ mình dạo một vòng ở trên đường ngã Ba Lù nha gia đình. Đi lên tầm cỡ 100m nữa là đến khu vực nhà lầu cây. Nhưng mà cái nhà lầu cây đó là hồi xưa nó còn, vì bây giờ là cũ quá, bà con mình dỡ rồi, dỡ các nhà bình thường ở rồi. Những buổi sáng bà con mình ở đây bày bán đồ ăn sáng nè. Phước Hải bây giờ phát triển nhiều lắm. Nếu bà con nào mà ngày xưa đã từng ở Phước Hải mà đi xa khoảng 10 năm trở lên là đã, bây giờ mình nhìn lại là Phước Hải nhìn không ra đâu. Đây có những cái cửa hàng bán đồ là đầy đủ, phụ tùng ti ti nữa nè. Ở đây buổi chiều đây có cái tiệm bán cơm chay với lại bán cơm mặn. Vì cái chỗ đó bán cơm nó buổi chiều đông lắm. Chạy thẳng lên một mớ nữa là tới Sấm Vinh. Ở đây là có một con đường quẹo tay phải xuống nè, là xuống bờ kè gia đình. Còn đây là đi lên trên Sớm Vinh nè. Đường vô Vinh Ông là bên phía tay phải của em. Ở đây ta gọi là ngã tư quốc tế. Đây có cái nhà lầu cao, đây là hồi xưa ta gọi là quán cà phê Bảy Phong. Clip ngày hôm nay là em quay toàn cảnh ở khu vực thị trấn Phước Hải cho gia đình xem. Những lúc em chia sẻ ở đây có điều chi sơ sót á, gia đình bỏ qua cho em nha. Buổi sáng ở đây bà con mình bán đồ ăn sáng nè. Gần đến khu vực Vinh Ông rồi gia đình. Đây, tháng trước em có tới đây em quay cho gia đình mình xem rồi. Đây là xóm Vinh Ông. Đây là Vinh Ông Nam Hải nè. Đó, cái ngày 16 tháng 2 em lịch là em có tới đây em quay cho gia đình xem. Dạ em quay YouTube. Đây là quán cà phê kế bên Vinh luôn. Trước đây mấy cô nhà ở nè, mấy cô bày bán đồ buổi sáng nè. Bây giờ mình đi ra bờ kè lại nha gia đình.
đồ ăn sáng, hủ tiếu. Đây là đi thẳng luôn là ra bờ kè lại á, gia đình. Con mình mới đi biển vô nè gia đình. Cá chích. Này vô ít quá chị ha. Cái chích này mình bán nhiêu tiền một ký vậy chị? 30 ngàn. Chích rẻ quá ha. Dạ. Nay mình vô ít quá ha. Đây là cá dừa. Đổ qua luôn hả? Wow, cái thùng bị lủng à. Cá chích 30 ngàn. Đi một đêm biển mà vô được có nhiêu đây à? Thì bà con mình đi vô ít quá. Trên bờ kè là có mấy cô đang ngồi chờ thúng đò nhà vô. Mấy cô nói ở đây còn có mấy cái thúng nữa là vô hết à. Bữa nay bà con mình đi biển cũng không có được nhiều. Trời thì im, nhưng mà tại vì nước dơ á, đánh không có, thành ra bà con ít có đi. Cái này vô cũng gần hết ha anh trai ha. Còn nhiều lắm. Còn mười mấy hai cho hai mười mấy cái nữa. Dạ. Mới vô từ từ. Dạ. Có cái trại bà con mình che ngồi để nhìn xuồng nhìn thúng rồi vô nè. Ở đây có cái tòa nhà đang xây cắt cũng cao lắm. Bà con mình đang đi biển vô nữa nè. Khu vực ở đây thằng cắt lúng không á gia đình. Chỉ có xe mấy cày nó kéo mới nổi thôi. Cát ở đây nó lúng ghê lắm. Vô có không anh? Cá chích ha. Dạ. Vài chục ký ha. Đây cá chích. Cá chích anh chạy vô trên đường anh gỡ. Gỡ đây không mà đi hơn. Mấy anh ngư dân ở Phước Hải đây giỏi lắm. Nói về nghề lớn là mấy anh đúng giỏi luôn. Thiệt, em đi nghe nhiều chỗ nói là mấy anh ở Phước Hải đây mà nói về đàn ông ở Phước Hải thì khỏi chơi. Rất là giỏi. Dạ. Vô người nhà xuống đem căn kéo đồ ăn xuống cho mấy anh. Mà sau đó là chốc lưới ra gỡ. Nay thúng đi một số và một số ở nhà. Cũng có đâu ba cái có thôi, còn nhiều là thấy lóc thì nhiều hơn. Hồi nãy em có thấy mấy chiếc vô sớm á. Lứ tầng bữa nay nước dơ quá. Mấy chiếc đi lứ túi, lứ đù quá. Nước dơ. To to này nè gia đình. Có 30 ngàn đồng một ký, mình mua về á. Mình nướng ăn cũng ngon nè. Dù mình lạng ra làm gỏi cũng ngon nè. Đó, đoạn để vô xác vô vậy đó. Vậy cho người ta quăng cá vô. Dạ, cứ quăng bình thường. Cá đóng gỡ lại rai. Một mình mà chạy từ ngoài biển vô mà anh gỡ được nhiêu đây là anh gỡ cũng siêu lắm á gia đình. Dạ. Dạ. Dạ lâu quá hả?
Chầu thấy một thùng cá vậy mà anh gửi mình. Dạ. Dạ. Vợ nhỏ có bao giờ mà làm không? Vợ nhỏ không hồi làm. Dạ. Gom gom lại cũng được đầy thùng rồi đó. Nhìn thấy ngon quá. Đây là bà con mình cá chích làm cá khô nè gia đình. Đó, quay sát cho gia đình xem cá chích đó. Giờ đây bà con mình mới đi biển vô dình cá lên chợ nữa nè gia đình. Đây dưới biển mình nhìn thẳng lên là ngay chợ Phước Hải luôn á gia đình. Đây đi cái nghề gì vô mà thấy ốc. Ốc hương. Quá trời ốc luôn. Này chở lên bỏ mối mà. Cái này mình đi nghề gì vô mà ốc nhiều vậy em trai? Đi dập ốc ha. Lớn nhỏ lộn xộn của đây, một giỏ này cũng phải tầm 20kg hơn á. Đó, bà con mình mới đi biển vô. Lưới đây thấy thằng đóng đồ dơ nhiều. Trước ngay khu vực chợ Phước Hải nhìn ra có cái view biển. Thì em xuống dưới đây là ngay cái làng chài cuối cùng của Phước Hải mình. Cũng là vừa đầu bên Long Hải mình chạy qua. Đó, giờ này bà con mình đi biển vô cũng khá nhiều rồi gia đình đó. Một số đi thì một số ở nhà, nhưng mà bên đây có một số ít có. Còn đa số thì không có. Video cũng khá dài à. Em xin phép cô chú anh chị nha. Em kết thúc video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em. Gia đình mình xem video nhớ đăng ký kênh và tặng cho em một like. Em chia sẻ cuộc sống bà con mình ở thị trấn Phước Hải làng chài ở đây có điều chi sai sót. Gia đình bỏ qua cho em nha. Hẹn gia đình mình ngày mai. Em đến miếu bà lớn quay về chuẩn bị cái buổi lễ miếu bà lớn và miếu bà nhỏ cho gia đình xem. Bye bye gia đình nha.